Xin chào và bây giờ Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một show đi rất chi là lạ các bạn nha. Đó là hãy chọn giá đúng các bạn ạ. Chương trình hãy chọn giá đúng các bạn nha. Đó là thử thách đoán giá của đồ ăn. Mình sẽ mang ra một cái giá bất kỳ, mang ra một cái đồ ăn bất kỳ. Người chơi chúng ta sẽ có nhiệm vụ là đoán giá cái đó là có bao nhiêu. Người chơi của chúng ta sẽ có nhiệm vụ đó là đoán giá của cái đồ ăn đó các bạn nhá. Đấy, đoán sát nhất và chính xác nhất thì sẽ không phải ăn. Còn người nào đoán giá sai nhất thì sẽ phải ăn bạn nhá. Các bạn ơi, đồ ăn ngày hôm nay các bạn nhìn này, mình đã mua ở Big C bạn nhá, có giá sẵn ở đây hết rồi các bạn ạ. Xem nhìn mới. Còn lâu. Có hình phạt gì không? Rồi. Cột thưởng. Phần thưởng thì đương nhiên là mình sẽ trao, người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nhá. Còn hình phạt thì các bạn ạ, mình lại phạt như hôm qua bạn nhá. Người nào ra đầu thì sẽ phải ăn dầu ăn rồi nước mắm mắm rồi tương ớt rồi chai chai nhá. Ok luôn. Hiểu chưa? Các bạn thấy cái video hãy chọn giá đúng này của mình hay thì like và chia sẻ với ủng hộ mình nhá. Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go. Rồi, bọn em đã hiểu luật chơi chưa? Đấy, vòng đầu tiên. Đấy, bọn em có nhiệm vụ là đoán giá của chai nước hổ vằn này. Đấy, đây là chai nước hổ vằn. Ai đoán xa nhất thì sẽ phải uống cái chai này. Đấy. Bia ghê lắm các bạn ạ. Bia nhau, nhìn nhau. Rồi. Chả biết được nước này. Được chưa? Rồi, rồi lên đi. 10.000 à? 10.000. 10.000. 10.000. 8.000. 8.000 đồng. 9.300 đồng. Ok. Anh em mình 8.000 thôi. 8.000 chắc chết rồi. 8.000 chắc chết rồi. 8.000 thôi. 8.000. Ở quá tạp hóa là bán ta chỉ 10.000 đấy. 8.000. Rồi. Chai hổ vằn chai 33 các bạn này là 8.900 đồng các bạn nhá. 8.900 đồng. 10.000 chia đôi. Đấy. Chưa con chưa. Ok. Nước lại ngon. Nước chia đôi bạn nhá. Nước này uống như bố cái các bạn. Mình cho uống một hớp là xong thôi. Anh Hoàng đi. Uống mình đều đều nhau. Phải chia đều ra. Này có một hớp này á. Đấy. Vớ vẩn thật. 3 hớp mà chờ được lên nữa. Chưa hết được các bạn ơi. Đấy. Cái bảng giá này là mình mua ở Big C các bạn nhá, nó có giá các bạn nhá. Đây xong rồi. Rồi các mọi người nhá. Rồi, chia đôi ra. Đấy. Được rồi. Mình cồn lắm. Rồi. Ok. Đấy, vòng tiếp theo nhá. Hay đấy mà. Luôn anh ơi. Hay đấy. Được chưa? Vòng hai nhá. Đấy, vòng tiếp theo sẽ phải đoán giá quả ớt chuông này. Hiểu chưa? Đấy, đoán giá đi. Đoán giá quả ớt chuông này. Đấy. Các bạn ơi, có giá sẵn ở đây rồi các bạn nhá. Đấy. Chả biết được. Không. Nào. Khó lắm. Khó lắm mọi người ạ. Bắt giờ đi. 1, 2, 3. Wow. 47.000, 17.000, 18.000. 18.000, 19.000, 100 đồng. Ok. Nguyên sẽ phải ăn các bạn nhá. Anh Hóa lại có 19.000, 800 đồng các bạn ơi. Đấy. Nguyên nghĩ sao lại oanh quả này 47.000. Quả này Nguyên nghĩ là oanh mấy trăm nghìn cân à. Đấy. Đấy. Quả này có 2 lạng thôi mà giá của nó là 87.000 một cân nhá. Ôi Nguyên ăn đi. Ăn sống rồi. Đương nhiên là phải ăn sống rồi. Phải có rau chứ. Bữa được. Rồi sẽ có cho thêm một canh. Lấy một canh đây. Wow. Wow. Mặc vậy. Ngon nhờ. Wow, ngon thế. Rồi. Đấy, lấy một canh ra đây. Lấy em một canh rồi. Rồi. Mình tưởng ớt này nó tắt hậu phủ đầu luôn. Đấy. Ngon thế nhờ. Game show khó hơn là có một người ngoài ngồi để đệm giá giả vào với các bạn nhá. Rồi, Duy đoán chính xác phết các bạn ạ. Duy đi mua đồ sao ấy. Không, đương nhiên rồi, cái này là chỉ có cho hậu đi thôi. Yes. Bán mù mắt rồi. Bán nào mình cũng đoán rất là chuẩn. Mấy vòng đầu và vòng sau là mình ăn toàn cái tô các bạn. Rồi, ok. Mình rất hay bị thua ở tinh vòng to này. Cái nhỏ nhỏ này này. Đấy. Quả ớt chuông thì dạo này nó cũng đắt thật nhưng nó không đình chênh nhau bao nhiêu đâu các bạn ạ. Các bạn ơi, cái show đi này các bạn nhá. Ai là người hay đi chợ?
mà cũng chưa chắc là đi chợ nhà thắng các bạn nha. Chợ không nhớ được đâu. Rồi. Chênh giá quả đó mà. Cân nặng chứ không phải là. Em ăn nữa chua cái nào em? Ngon. Ngon anh nhá. Rồi. Nó đang tím tím mình lấy hạt về mình dòng sang năm bán cho Hưng. Thôi. Đấy. Tính toán ghê. Ghê. Rất là vừa. Nó của Lý Tân. Mình tưởng cái ớt chuông này nó đắt cơ mà. Quay quay lên 50.000 quả ớt chuông thì mình tưởng 50.000. Đấy. Shit 50.000. Rồi. 50.000. Các bạn ơi. Hôm nay bách các bạn ạ. Đoán là sát phết các bạn nhá. Đấy mà bách luôn. Rồi. Mày không hỏi cần gì mà giá đấy. Ghê nhỉ. Chứng tỏ một điều là bách cũng đỉnh đấy. Đùa đùa. Bách cầm chớm là 3 vòng nữa ăn hết em. 3 vòng luôn thật các bạn luôn. Rồi, anh ngủ ra rồi đâu. Hôm nay bách bỏ duy duy sang rồi tớ. Bóc cái xanh anh ý nhá. Rồi. Đấy. Anh Hoàng ăn hộ nguyên miếng. Thôi. Anh ăn hộ nguyên, bách ăn hộ nguyên miếng. Bách ăn được mà. Đấy, bách ăn hộ luôn này. Quá đẳng cấp bách ơi. Đấy, bách ăn hộ luôn này. Ăn hộ luôn à? Ừ. Đấy, cảm ơn em. Mình cảm ơn bách nhá. Anh em thế. Rồi, mùi này nó hát. Đấy. Quả ớt chua này nó hăng các bạn ạ. Và gì? Bao nhiêu chắc luôn. Rồi. Mình ăn hết rồi nha con nha. Ok. Rồi. Vòng tiếp theo nha. Đó chính là đoán giá của hộp Bim Bim Slide này. Đấy. Hãy đoán đi. Hãy đoán đi. Ở đây nó không có giá đâu. Nhìn kỹ này đó bác ạ. Không có đâu. Đấy, không phải số lượng đâu. Hãy đoán giá. Giá. Chịu con này thật. Rồi. Chuẩn bị chưa? Được chưa? Rồi đây nào. 30.000, 28.000, 200 đồng, 28.000, 26, 23.000, 300 đồng. Đấy. Anh em mình đoàn rồi. Thì các bạn ơi, Bim Bim này là Bim Bim Slide có giá 29.700 đồng. Đấy. Anh đoàn rồi. Rồi, ok. Cái này đoán sao nhân luôn thế này. Đấy, 30.000, bách rất giỏi. Bách rất giỏi anh em ạ. Đương nhiên là Duy sẽ phải ăn rồi. Cái Bim nó rẻ, đắt quá nhỉ anh em nhỉ. Nhìn hộp nó đã đẹp rồi. Bim Bim này rất là ngon. Đấy, đoán rất là xa phết. Bim Bim này đắt ở cái hộp các bạn ạ. Duy là cái gì mình đoán thì biết, chứ giá cả thì không biết được các bạn ạ. Chẳng là đi chơi. Rồi, các bạn thấy cái series hãy chọn giá đúng này. Các bạn hãy chia sẻ với mình nhá. Hay đấy. Hay đấy mọi người, vui đấy. Vui đấy. Hay làm chương trình trong thao xuất bản. Đổ hết ra đây em, mạnh dạn lên. Ôi. Ôi. Duy hôm qua rất chính xác nhưng mà hôm nay với nhau nhá. Đã ăn vòng này, vòng thứ 3 là đã phải ăn rồi. Chính xác thì cũng phải ra thôi. Đằng nào cũng phải ra. Ai rồi cũng phải ra thôi. Rồi. Qua để bách quá cay các bạn ạ. Quá cay luôn. Bách hôm qua trông thế thôi nhưng mà đỉnh lắm các bạn ạ. Đỉnh của chóp ấy. Quá đỉnh luôn. Hôm nay mình ăn 2 lần rồi các bạn. Lần rưỡi. Ăn hộ gì một miếng. Lần rưỡi. Ăn hộ gì miếng anh ơi. Được, ăn hộ đi. Bỏ miếng. Miếng. Đấy, sao tí đến vòng cuối là đến lúc mình ăn bảo không ai hộ mình. Ờ, đấy. Hôm qua mình ăn hộ rất nhiều rồi, đến vòng mình chẳng ai ăn hộ. Vòng cà chua mình ăn một mình. Cà chua ngon thế là gì nữa. Các bạn cà chua ngon thì chắc mọi người cho em ăn ngon, ngon được. Rồi, cố lên đi. Thì cà chua ăn rồi nó không tưởng chút chút. Cắn nó ngang nửa tiếng nhá. Cố lên. Cố lên. Bạn đi ngoan mà. Cứ ăn hộ xong đến lúc mình ăn lại no không ăn được. Đấy, phải thông minh lên. Ba Bim Bim không được gì ạ. Bánh trong này có tự tin chiến thắng không? Có anh ạ. Chắc chắn không? Em chắc. Ok. Đấy. Đấy. Bánh hôm nay đoàn xa phết. Củ cường chưa bị ăn nhỉ? Em ăn 3 miếng rồi. Đâu chưa bị ăn. Ăn chưa? Thế là chưa bị ăn. Thế là chỉ ăn hộ thôi. Thì chỉ ăn hộ thôi. Ở bên này với hộ mình một miếng ấy. Ừ. Đây đây. Bách chỉ thế này thôi. Ui. Bách chỉ được ăn bằng này thôi mọi người. Chỉ bách chỉ được ăn bằng này. Đấy. Bách có bách miếng to to gì đây. Đấy cho bách miếng to to. Đấy cho bách miếng to. Bách thèm nước miếng rất đầy. Đứa nước này. Giờ ăn vui mùa mà. Đấy Bim Bim phải ăn lâu các bạn ạ. Nó khô. Thơm à? Không ăn hộ ông tí no ấy không ăn được. Các bạn bây giờ chúng mình phết các bạn ạ.
Đây bạn ta đi nhìn, nhìn nhé bạn. Nhìn như này là đang nhìn bên xem gì các bạn nhá. Toàn 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 nữ thôi. Bánh này đẳng cấp đấy. Đây đẳng cấp đấy. Không, nhưng mà bánh hay đi chợ. Thôi bảo ngươi bắt ngủ nhau. Bánh chưa bị ăn gì. Chưa, bánh nữa này đẳng cấp. Các bạn ơi, mình đoán giá, mình đoán, mình chẳng nhìn ai các bạn. Tớ nhìn là nhận được nhìn nữa nhá. Duy nhiên lên đi. Đấy, hơi lâu các bạn ạ. Đấy. Nguyên thèm lắm rồi các bạn ạ. Quá thèm, quá thèm luôn. Chứ không dám ăn. Sợ phụ ký không này không. Rồi. Giờ về vòng khu. Nhanh đi. Chưa hết được. Chưa hết được. Phải 2 miếng. Rồi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi. À. Rồi. Đoán sai là sẽ phải ăn. Ok, rồi. Vòng tiếp theo đó là sẽ phải đoán giá cái củ cải này nhá. Đấy, củ này các bạn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Duy nhìn thấy chưa? Đấy, Bách nhìn kỹ vào. Đấy, Bách gật đầu rồi đấy. Được, được. Không biết bao tiền một cân. Bách nghiên cứu đi. Nghiên cứu đi. Mày, cái này là dài 25 phân. Rộng 6 phân. Người ta liếc xanh hoàng đấy. Chưa vào. Em bảo xá rồi đấy. Anh biết đi. Nhìn gì đây hồng thì biết đi. Rồi. Chắc chỉ 5-6 nghìn mấy. Em bán nha. Mấy nghìn đấy. Rồi bắt đầu. Từ từ để Bách cho lên đá nha. Đấy Bách nghiên cứu, mình cho thời gian nghiên cứu các bạn ạ. Rồi Bách thắng rồi, Bách thắng rồi. Đấy 13.000, 11.000, 7.000, 10.000, 16.000. Chơi đâu, chơi đâu cao này. Các bạn ơi, củ này có giá 7.000 các bạn nha. Đấy, quả này 4 lạng các bạn ạ, giá 14.000 một cân. Gì bạn lại hơn một cân. Anh 9.000 rồi anh xóa đi ấy. Ok được rồi. Các bạn ơi, đấy. Củ cải của Duy nhá. Đấy. Duy liên tiếp các bạn nhỉ? Anh em ạ. Mấy vòng? 3 vòng rồi nhỉ? Mình chuyên củ cải bao giờ không? Duy ăn mấy vòng rồi nhỉ? Em ăn vòng này là vòng thứ 3 rồi. Nè. Kém quá nhỉ. Mình mới được nửa chai nước. À đâu, vòng thứ 2 chứ. Vòng thứ 2. Bim bim về với lại cái này vòng thứ 2 anh em ạ. Mình mới được nửa chai nước của mình mới nguyên. Châu. Anh em chia đôi ra. Châu này chắc có cờ chưa ăn. Bách ăn bà nào chưa. Bách cũng chưa ăn các bạn ạ. Đấy, Bách chưa ăn ba nào. Bách đỉnh lắm các bạn ạ. Bách ăn với cho gì bát nước chấm nào. Huy nó cay đắng không nhỉ, mời em nhá. Rồi, ăn mạnh lên đi, nhanh liên tục. Củ cải luộc ngon lắm. Hộ hộ gì miếng rồi nhá. Bách đi, mang mình miếng. Bách huy bỏng thế. Bách này, cho Bách miếng. Củ cải luộc. Bách thèm. Bách chưa được ăn cái gì, chưa thèm. Nó hơi đắng. Bách với Cường chưa được ăn gì thèm. Mình được nửa chai nước rồi mọi người ạ. Ui, ngọt. Cố lên. Bỏng quá. Đấy, Nguyên với lại anh Hoàng là lửa chai nước nhờ. Em ăn quả ớt chuông rồi đây. Quên. Anh mới được lửa chai nước thôi. Em nửa chai nước với quả ớt chuông. Củ cải luộc ngọt thế. Ngọt thế. Bỏng quá. Bỏng các bạn ạ. Tuyệt lưỡi. Bỏng như cái này bỏng nâu lắm. Thế là khi ăn hai lần nhỉ? Hai lần liên tiếp rồi. To không? Hai lần liên tiếp. Quả to mà. Bốn lạng. Bốn lạng. Bốn lạng thì mình cần một cân nhỉ? Biết sao? Kéo tuột, tuột. Rơi lại đấy gì? Cố lên em ơi, cố lên. Ui, cảm giác ăn ngon nhỉ mình nhỉ? Chắc ước vòng sau mình bốc vào các bạn ạ. Rồi, cố lên đi. Đấy, duy còn 2 miếng thôi. Cho đi, nhưng mà cái này bỏng. Nó mà cắm gì lại ấy. Là chốt miếng nữa nào. Đúng rồi. Ok. Bút đầu. Nói bút đầu luôn. Rồi, Duy còn một miếng các bạn nha. Chốt. Chốt đây nào. Chốt. Ha, phỏ. Ghi dạ. Wow. Ok, được rồi. Các bạn ơi, Duy kém quá các bạn ạ. Này, hôm qua số lượng đỉnh như hôm nay kém đi. Loạn, ok.
Tiếp theo sẽ là tô mì cay. Tô mì cay, nhìn chưa? Nhìn rồi. Đấy, nó đắt hơn mì Hảo Hảo một tí thôi. Rồi. Biết bừa thôi các bạn. Rồi. Mình không biết chuẩn được nó. Biết bừa. Gì biết được chưa? À, mình không biết giá đâu. Từ từ. Bách giá. Bách chuyên gia biết chậm các bạn ạ. À. Nhìn giá xong mình biết. Nhìn người ta biết. Xóa Hảo Hảo. Ghê đây, ghê. Rồi, rồi lên đi. 9.000 lá chất đồng. 9.000. 16.000. 17.000 đây. 13.500. 19.000. Rồi, ok. 9.000 sẽ phải ăn nha. Mì tô gà cay 120 này có giá 40.000 các bạn ạ. Đấy. Ok. Đấy, người ít nhất sẽ phải ăn. Rồi. Đấy các bạn ơi, tô mì cay này là của anh Hoàng nha. Đấy các bạn ơi, toán mà anh em thôi. Đi vừa ăn củ cay đó. Đấy, mình bảo là cái tô mì này đắt hơn mì tôm Hảo Hảo tí thôi mà. Còn vì thật. Ghi thật các bạn ạ. Mì này mình nhìn cho nó cay lắm các bạn. Cay này. Siêu cay luôn. Mì này mì Hàn Quốc các bạn nha. Mì này cay gấp 7 các bạn. Rồi đây mì cay cấp 7 các bạn. Mì cay sốt San Giang mà. Mì cay anh Hoàng này được ăn cay, ăn được cay đúng không? Ăn được cay. Mì bạc thì biết. Đấy, không dám xúc các bạn ạ. Không cấm xúc. Đấy, vòng sau mình sẽ cho siêu khóa bạn nha. Vòng sau mình anh. Vòng ra. Vòng này là vòng chốt để vòng ra đấy. Siêu khóa luôn. Siêu khóa đấy. Nếu ai ăn được là nói chung là đẳng cấp. Thà thề luôn. Cho bách ra rồi. Mức đáng à. Rồi. Mức đáng gặp mà. Vòng sau sẽ là vừa đắng, vừa chua lại vừa cay. Vừa đắng vừa cay. Cái gì nhờ? Đấy, em sẽ không biết đâu. Đắng. Đưa vào taxi rồi. Đấy. Thì là cái xe lại cay. Vừa đau vừa chua vừa cay. Đúng rồi các bạn ạ. Wow. Không một tí cảm xúc cho bách miếng. Không cảm xúc luôn. Cảm xúc cướp lắm. Kìa thật sự mà. Wow. Cay. Cay lắm các bạn ạ. Cay nước. Cái này là đồ Hàn Quốc chắc nó cay lắm. Rồi, ok. Luôn. Wow. Anh Hoàng chưa luôn chưa? Chưa. À, ok. Rồi. Anh Hoàng mới được ăn đấy bạn ạ. À. Rồi. Tiếp theo các bạn nha. Đó là ba quả chanh khổng lồ các bạn này. Wow. Hãy đoán giá nó đi. Hãy đoán giá nó đi. Đấy. Giơ lên rồi. Bách nghiên cứu đi. Đấy. Đây là ba quả chanh khổng lồ các bạn nha. Anh nhìn thấy đấy. Nào. 5.000 quả thôi. 5.000 quả thôi các bạn ạ. Đấy. Anh nhìn đi. Đây là 42.000 cân. Đâu ông đấy. Rồi, giơ lên. 2, 3. Các bạn ơi, 29.000, 14.000, 33.000, 15.000, 15.700 đồng. Rồi. Lô ba chanh vàng này có giá 53.000 các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, lô ba chanh vàng 53.000. Chính xác cường sẽ 14.000 nha. 14.000 sẽ phải ăn. 14.000 sẽ phải ăn. Đấy, 14.000 sẽ phải ăn. Đấy. Rồi, người đánh giá thấp nhất thì sẽ phải ăn nha. Ba quả chanh vàng. Nào được các bạn. Cú ông này toang rồi. Nó đắng. Sao mà chanh vàng đắt thế nhỉ các bạn nhỉ? Cho anh mượn củ canh. Rồi. Chỉ là tầm 5.000 quả thôi anh em ạ. Sao chanh vàng đắt thế? Đi chết các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đoán giá cao nhất. Không được quạt vỏ anh nhỉ? Đúng rồi. Cái đầu đi nhá. Ok, cho quạt đầu. 15.000 quả mình nhân lên 5.15. Mình thấy nghĩ 29 ngay. Ôi giời. 15.000 ngay. Không biết là có ăn được không mọi người ạ. Rồi, chanh vàng này nó chua, nó đắng nhờ. Rồi. Ăn được anh? Ăn được. Ăn được. Wow. Ăn được. Kẻ đấy. Đi ăn. Quả mặt ngắm đấy. Hoa Vinh ăn chanh các bạn nha. Quả này là nó chua lắm các bạn. Chua này còn đắng nhờ. Cay nữa. Cay sẽ thấy mẹ. Mùi nó hát này. Mùi à. Đấy, hơi bị khó luôn các bạn ơi. Cố ơi. Đấy. Không cảm xúc các bạn ạ. Cố gắng. Ui à. Mùi có người yêu. Đấy. Bay cả nộ đi.
mấy hộp đi. Món này không phải nhầm món là người nhò ấy. Hôm nay gì có hộ được miếng nào không nhỉ? Không chanh thì chịu rồi. Em hơi nhiều lắm rồi. Mình chanh mới làm chi. Hôm nay em hơi nhiều chanh mới nhiều ớt đấy. Vòng này mình ăn nhiều anh em ạ. Đấy. Wow. Không cảm xúc của bạn ạ. Không cảm xúc của anh ạ. Du Thiên Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu. Đấy. Bao nhiêu lần mình cứ nhìn quả chua là mình rớt được miếng. Bao nhiêu lần ta không thấy nhau. Úi giời. Wow. Tớ hết nước miếng các bạn ạ. Chua các bạn ạ. Lâm sâu. Giờ mình giải quyết các bạn ạ. Rồi. Thua đi anh Hoàng ạ. Thua chưa? Thua đi. Đấy. Bây giờ vẫn còn 2 quả nữa cơ mà. Còn 2 quả nữa các bạn ạ, không phải đơn giản đâu. Bảo Nguyên bổ 2 trời cho anh Hoàng ấy. Bổ đi bằng... Không, cái này để anh ăn bằng nào anh ấy bổ. Anh nghĩ là không ăn được hết đâu. Hoặc là khiếp dầu ăn đấy anh em ạ. Đúng rồi. Không hết đâu. Đầu là dầu ăn thôi. Đấy. Dầu ăn là cái chắc rồi. Ui, không dám nhìn các bạn. Nhìn từ hết lực ra anh ơi, có được không? Khả năng hết được không anh? Khả năng hết được. À, khả năng hết các bạn ạ. Mạnh đấy. Rồi, cứ quạt dày vào. Đấy. Ăn cả vỏ các bạn nha, ăn chanh vàng mình bắt ăn cả vỏ các bạn ạ. Nó đắng. Các bạn có biết không? Ăn quả này nha, nó chua này, nó đắng này, là cay cay nữa. Xe sắc đi, nó đặc cấp. Đấy. Ủa. Lê răng phết đấy mọi người. Mình ở gần mình chảy hết nước miếng rồi. Cho ăn nguyên miếng. Đây em xin một miếng bé nó. Chanh này anh phải ăn nhiều cơ. Ăn ít là chua, ăn nhiều một phát. Thôi. Thật không nghe à. Đấy. Kinh nghiệm của em. Tiền chấm này. Chấm mặn vào. Cái này phải chấm mặn ăn mới ngon các bạn. Rồi, cố lên. U. Anh ơi, anh nhìn lại anh bổ luôn. Ai biết này. Sự là tưới ra các bạn. Đốt liên tục các bạn ạ. Chua. Các bạn ơi, ăn chanh vàng ấy, vỏ nó dày bịch các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn nhá. Cái vỏ của các bạn nhìn này. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó dày như này nên luôn. Đắng vỏ đắng lắm, vỏ này không ngọt đâu, vỏ đắng. Vỏ chanh vàng vỏ kinh khủng luôn. Tinh thần ạ. Đỡ nhảy nào vào. Làm bỏ vỏ mình ăn được 4-5 quả chứ không phải 3 quả. Làm cuộc thi anh hoặc là cái thành không cảm xúc được. Rồi. Cuộc thi không nhân bạn nhá. Không cảm xúc. Đắng nó cay. Đắng lắm các bạn ạ. Cay. Vừa cay. Liên tục đi anh. Ba miếng nữa anh. Đấy các bạn ơi. Duy lẻ chưa? Quá mạnh rồi. Quá lẻ luôn các bạn ơi. Rồi. Chốt miếng nữa đi. Anh ơi, còn miếng cuối à? Tuyệt vời nhé, tuyệt vời. Quá đẳng cấp, chưa chịu thua các bạn ạ. Ok, ghê, ghê, ok. Rồi, vòng tiếp theo nhá. Đấy, anh Hoàng rất là cố gắng các bạn ạ. Rồi, tiếp theo là gói bim bim khổng lồ này nhá. Gói này 15.000 các bạn ạ. Gói này dưới này 4.500. Nhìn vào đây. Đấy. Nhiều quá. Chính là gói xà lách bắp 4 nước rồi các bạn nhá. Rồi rơi đi. Nào. 2 3. Không biết thế. 10.000, 8.000, 10.500, 9.000, 7.500. Ok. Đây là gói select bắt 4 lớp. Giá 7.800 đồng. Yeah. Ăn rồi. 10.500 sẽ phải ăn. Rồi ok. Đấy. Rẻ đấy nhỉ? Rồi. Chính đồ bách này là bách ấy này. Bách này từ bách này chuẩn đã chuẩn luôn anh em. Quá chuẩn. Chưa ăn một vòng nào luôn đấy. Bách biết giá đấy. Em ở đâu? Bách xem giá chưa? Em chưa. Nhiều lắm nè. Thấy bách quá giỏi. Wow. Ông này mút được các bạn ạ. Rồi. Bí bí này ngon mà các bạn ạ. Đấy, đây là bí bí của em. Hộ em một miếng nhỉ? Ok. Ok. Ăn lại 2 miếng luôn. Mình vừa ăn 3 quả chanh xong, thật sự là... Rất chi là nhiều nước chanh ở trong bụng. Bí bí ngon không ạ? Rồi, cố lên. Xanh chín các bạn ạ. Bây giờ mình ăn cái gì? Cảm thấy ghê răng mọi người ạ.
Xanh chín. Chanh nhồng nhờ cái răng thế. Ngon đấy nhờ. Ngon thế. Ăn nhanh. Không, cay lắm. Cay. Không anh ăn nữa đâu. Anh vừa okay, ăn. Ok. Ăn ba quả chanh nhồng nhờ. Tôi răng mà nó nhiều luôn. Bách cả chưa ăn cái gì anh em ạ? Bạch này chưa ăn gì này? Bạch này từ gì hơi tốt các bạn. Rồi chưa ăn cái gì mà chiến thắng mọi người. Không. Tại vì Bạch này chưa ăn gì mà trong khi đó cái sức ăn của Bạch rất chi là tốt mọi người. Đấy, khả năng Bạch này là vô địch rồi. Vào phòng kinh dị cơ mà lại mất dép. Vào phòng kinh dị thôi. Mình đã bị một phòng kinh dị ba quả chanh. Mình mới ăn. Vì vừa hôm qua mình cua một trận dầu rán rồi, sợ dầu rán rồi nên mình sẽ phải cố gắng thoát cái vòng dầu rán. Mình vừa ăn vòng rưỡi thôi các bạn. Mình là bị hạ. Rồi các bạn ơi, vòng này chắc chắn là Cường chưa ra rồi. Cường giờ mình vòng sau mình sẽ cho một người ra bớt các bạn nhá. Đấy, chắc chắn sẽ phải ra các bạn ạ. Chắc chắn là mướp đắng rồi các bạn ạ. Đấy. Không bao giờ sẽ như cái vòng tranh vừa đấy các bạn ạ. Anh Hoàng rất là cố gắng các bạn nhá. Nhưng mà vòng tới không thể cố gắng nổi các bạn ơi. Cái đầu bất ngờ đúng không? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ phải đoán giá chính xác. Thật sự giờ mình gây răng nữa. Đâu rồi, răng nữa khó ăn rồi. Chết, cái nhà vòng trâu là mướp đắng rồi. Đấy, mướp đắng thì vẫn ăn được, đơn giản. Mướp đắng ăn được. Mướp đắng không ạ? Bây giờ gây răng. Xanh chín các bạn ạ. Đấy, cố lên. Rồi, em 10 ván rồi. 1 ván à? Rồi, 1 rồi. Rồi, ván đầu tiên. Anh chưa ăn thôi. Ván đầu chắc chắn là chưa ai ra được các bạn ạ. Cái đầu ấy bóp vào cái to đùng. Rồi. Cố đi. Cố lên. Bim bim này ngon các bạn ạ. Bim bim ngon mà. Bim cay. Ờ. Nhưng vẫn không thể cay bằng mì Hàn Quốc của anh được. Đúng rồi. Mì Hàn Quốc anh cũng thấy là cay. Nhưng may là anh được ăn được cay. Hết rồi các bạn ơi. Thế rồi. Rồi. Đấy, tiếp theo các bạn nha. Rồi các bạn ơi, Bách rất là đẳng cấp các bạn nha. Đấy, không hổ danh là Bách hay đi chợ mình các bạn ạ. Rồi. Thì các bạn ơi, tiếp theo sẽ là chai Coca-Cola các bạn nha. Chai này là chai khổng lồ liền các bạn ơi. Đấy. Các bạn nhìn thể tích của nó các bạn nha. Đấy, giá của nó thì đương nhiên sẽ phải khác rồi. Đấy, không hề giống nhau một tí nào luôn. Đấy. Rồi đi. Giơ lên. 30.000. 40.000. Giơ lên nào. 28.000. 21.000. 21.000. 21.000. 21.857 đồng. Đấy, 28.000 khả năng ăn rồi. Thì các bạn ơi, đây là chai Coca-Cola chai 17.000 các bạn nhá. 28.000 sẽ phải uống. Chắc là thua rồi cơ. Thua rồi cơ. Đây. Thua rồi. Thua rồi. Thua rồi. Thua rồi. Anh đi sao quá. Quả dưa ba. Anh nghĩ là 3 chai em quá. Chai 2 lít 2 hơn. Biết đâu lại thắng. Có gà. Biết đâu lại thắng nhỉ. Có gà. Có ga. Có ga lại không có ga. Buồn cười. Có đấy. 15.000 chai bị rẻ mà 17.000 chai này rẻ quá. Nhưng chai sao rẻ nhỉ. Chai gia vị không như chai kia đâu. Như nhau hết. Quảng rồi. Quảng cho anh. À quảng hả. Gọi là nửa chai các bạn. Con dừa đây. Nước ký mình quảng đấy. Nào cố gắng đi. Cố gắng đi anh ơi. Khó ăn không cố gắng được mọi người. Giàu ăn hơn anh tại giờ chương trình này. Phải giàu ăn rồi mọi người. Anh như sao? Chịu thua đúng không? Anh nhờ trai em quá. Rồi ok. Chịu thua mọi người. Được rồi ok. To không thể uống được. Đấy, anh Hoàng chịu thua các bạn nhá. Anh Hoàng ra đi. Anh vào vào. Vẫn trả lại 4 em. Rồi. Rồi. Chưa ai chịu thua đúng không? Đấy, vòng tiếp theo sẽ là đoán giá cái ngô lết tươi sấy này các bạn nhá. Đấy. Quả này khá là to các bạn ạ. Đấy. Chúng ta sẽ phải ước chừng thôi. Đấy, Nguyên lại liếc Bách đấy. Giờ Bách đẳng cấp lại liếc Bách đấy. Không đi trước Bách cơ mà. Rồi, ok. Nhảy lên. 1, 2, 3. 17.000. 17.000. 13.000. 14.000 bao nhiêu đây? 345 đồng. Các bạn ơi, cái ngô lớp này các bạn nha, ngô lớp sấy giá 34.000 các bạn nha.
13.000 sẽ phải ăn. 13.000 phải ăn. Đấy, Cường ăn đi. Đấy, Cường ăn đi. Đấy. Lâu đi. Mách cũng sàn phết các bạn ạ. Mách nhìn mình cái gì các bạn? Cái gì? Đây 17.000 ai ghi chưa? Cái rồi đổ đĩa đi Cường. Anh biết chứ ấy. Thế em nhìn như thế đâu. Không phải mô cây. Không phải mô cây. Tôi vào đây thua đi. Anh biết không? Anh biết em cười à. Em biết. Ôi. Anh biết. Em biết. Ngồi giòn lắm. Ngồi này giòn các bạn ạ. Mình thử à. Ôi. Đơn giản. Nó nhạt nữa. Ngồi giang được các bạn ạ. Nhạt hết. Thua đi được rồi em ạ. Còn hai người cũng thua các bạn ạ. Đấy còn lâu. Bịp à. Bịp. Cố lên. Vòng sau mình sẽ cho ra bớt một người các bạn nhá. Đấy. Bố xịn đấy, 34.000 mà các bạn. Bố này là ngô chiên các bạn. Ăn nó như nào em? Cái ngô này ăn nó thơm. Nhưng mà cái nó không có vị gì thôi. Nhạt nhạt. Ngon thơm hả? Ôi nhanh lên đi để Bách đoán giá. Bách con này hãy chọn giá đúng là quá đỉnh luôn. Đấy đừng có đùa. Bách cổ vũ đi. Cổ ơi. Cổ ơi. Cổ ơi. Wow. Tổng ra một chơi, chơi gì mà biết có giá chắc chắn rồi thì Bách đứng nguyên là hay nước không anh em ạ? Chơi gì phải đoán. Các bạn ơi, mình chưa biết một cái gì nhá các bạn nhá, mình không bao giờ mình liếc ai. Bạn Nguyên là Mixi, giá là không biết anh em ạ. Mixi như mình có bán cái này đâu. Cố lên đi. Wow. Đấy, Bách hôm nay tại sao lại giỏi thế? Em không biết rồi, chắc là dạy dầu óc của em anh ạ. Rồi. Bạn đừng có điêu. Mình suy nghĩ làm nhé bạn nhá. Nhá. Ok. Ok. Ok ok. Mình thử làm nhá. Cho mọi ngon không? Đấy Bách không đoán đúng thì thèm ăn các bạn ạ. Đấy cười lên đi. Đấy, khoa hàng quá. Bạn ơi, mình ít nữa. Bạn ơi, bạn ơi, ơi. Tôi xin được lý do muốn là quá đây. Không bằng à. Rồi, ok. Đấy, các bạn ơi. Cường chơi thế là không đẹp các bạn nhờ. Bạn bắt lên mà. Rồi, bắt lên đi. Ok, được rồi. Đấy, ai nhận thua chưa? Ok. Rồi các bạn ơi, đấy các bạn ạ, vòng này sẽ là vòng kinh dị các bạn nha. Hãy đoán giá của ba quả mướp đắng này. Đấy, nhìn chưa? Đấy, Bách nhìn kỹ vào. Đấy, Bách rất là nghiên cứu các bạn ạ. Rồi. Nhiều. Nhiều các bạn ạ. Rẻ, mướp đắng rẻ lắm. Đây các bạn ơi, mướp đắng giá của nó đây các bạn nhìn này. Nhiều. Đấy. Rồi đây đi.
29.000, 14.000, 15.600, 17.100. Các bạn ơi, quả mướp đắng này có giá 18.900. Thôi, bảo ngon rồi, Bách. Bách làm được ra, được ra. Lần đầu tiên ăn đây. Đấy, Bách mới là lần đầu tiên. Thả lăng là này. Bách ra đi rồi. Đấy, lau bảng cho Bách đi, Nguyên. Đấy, rồi, Bách có ăn được không? Bách ấy, nó cố tình ăn mướp đắng như thế nào. Đấy. Mướp đắng như dư chuẩn. Nó sần xùi. Các bạn nhìn chưa? Chỗ này ba quả này phải lửa cân nhá. Ái à. Ăn nghiệp đấy. Ăn nghiệp đấy. Bạn ăn không? Đấy, gặp rồi, gặp rồi. Đáng ăn như dưa chuột. Kinh. Rất ngọt. Ngon không? Mày có chịu thua không? Còn nhau nhá. Đây là ai bảo một thua ý. Đấy các bạn ơi, Bách mà đã bảo cái gì à, khó đến mấy là cũng chén các bạn nha. Chén lên. Không chén được nữa thì thua. Lo quá thôi bạn. Ui giời, bạn này chua biết phấn để lên đây là ai. Đúng rồi, để lên đi á. Xẻ tí. Cho nó sạch sẽ. Mắt ra bổ chưa? Cường, lấy ra cho Cường bổ đi. Bởi bổ, bổ đây, đây nhá. Đấy. Đấy. Cường mổ Bách mướp đắng các bạn ạ. Rồi Bách chỉ được chén thôi. Không ăn được thì chịu thua. Có ăn được không? Ăn được. Thấy ngon lắm. Đấy ngon lắm, nhìn thấy ngon miệng lắm. Như cái mà, như chuột đi. Kinh. Thánh. Mướp đắng được thịt thì không ăn được. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, Bách người không đã bỏng người các bạn. Bách cố gắng như anh Hoàng các bạn ạ. Đấy, anh Hoàng chơi hết mình để vòng sau là ra đi. Cố gắng ra được gì. Để được một thiệt hấu ăn coi là. Thôi cố gắng lần sau cho quả dưa hấu ăn nốt nữa. Bách nó nhổ. Bách xong, xong rồi các bạn ạ. Rồi, cố lên Bách. Cố lên. Cố bố đi. Cố lên Bách ơi. Ăn đi. Quá đỉnh. Quá đỉnh. Ba quả mướp đắng các bạn nha. Rồi, Bách chịu thua chưa? Không bấy được. Chịu thua chưa? Ok, được rồi. Rồi, đây nào. Vòng tiếp theo nha. Đấy, đó chính là bơ lạt. Đấy, đoán được giá của cái này thì chúng ta sẽ không phải ăn. Đấy, không đoán được thì sẽ phải ăn rất nhiều. Đấy, các bạn ơi, bơ lạt này là khó ăn các bạn ạ. Khó kinh khủng luôn. Đấy. Không ăn được gì mà nó khó. Còn đây là giá của nó đây các bạn này. Bơ lạt tự nhiên các bạn nhá. Ok. Bơ lạt tự nhiên. Dơ lên. 25.000, 33.000, 16.000, 23.000 các bạn, 23.400. Tránh rồi. Rồi, các bạn ơi, bơ lạt là cái giá là 25.600 nhá. 25.000 với 23.000. Rồi, ok. Đấy. 25.000 với lại 25.000 này, xem ai sẽ phải ăn nhỉ? Nguyên sẽ phải ăn. Nguyên. Từ từ, để mình sẽ cộng trừ các bạn nhá. Nguyên phải ăn rồi. 25.6 này, trừ đi 16 này. 25.6 á? Thế gần đúng à. Chết nhỉ, phép đấy. Trừ 16. 9,6 này. 33. 33 trừ đi 25,6. Nguyên rồi. Các bạn ơi, Nguyên là người đoán xa nhất các bạn nè. Nguyên sẽ phải ăn các bạn ạ. Đấy. Đây là cái gì thôi? Đây là bơ lạt.
Đấy. Cực bóc cho Nguyên đi. Sản phẩm này chúng ta là có thể là ăn hoặc là ăn trực tiếp hoặc là nấu. Rồi. Cực bóc cho Nguyên đi. Đấy, Nguyên không khéo thì không vào bóc nổi các bạn ạ. Mỡ cục nhưng có mùi thơm. Đấy. Cường bóc cho Nguyên chỉ việc đút vào mồm. Có màu trắng. Bóc một cái thử lại. Cái này là gì rồi? Cho mình ăn được các bạn ạ. Đấy. Một cái là đủ rồi. Nguyên từ vòng trước là không phải ăn được các bạn ạ. À. Ngon thế. Các bạn ơi. Ông đừng có như ăn dầu ăn. Nhâm lại. Nhâm cố lên. Không ăn được. Không ăn được món cơm gì. Nào đâm miếng nữa. Rồi. Rồi. Không ăn được gì. Mình ăn gì rồi các bạn ạ. Anh em chỉ dùng là khó khăn khó khăn. Rồi không ăn được đúng không? Mình không ăn được với anh các bạn. Rồi thế là Nguyên chịu thua đúng không? Ăn nước mắm mà là. Rồi ok Nguyên ra ngoài đi. Đấy. Bye bye. Rồi tiếp theo. Tiếp theo sẽ là quả dưa hấu này các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đấy. Giá quả dưa hấu này là bao nhiêu? Nào. Chắc tầm 40.000. Giờ lên đi. Đấy, Cường rất là hay phủ đầu các bạn ạ. Rồi. 41.000, 98.000, 26.700. Đấy, giá của con quả dưa hấu này sẽ là 24.000 các bạn nhá. Dưa hấu ruột đỏ các bạn ạ. Đấy. Đó này có 6.000 một cân. Bố mình là chuyên chửa rơi thì miền Nam về đoán xa mình không. Rồi, cứ là người đoán xa nhất thì sẽ phải ăn nhá. Tưởng 30.000 cân dưa chứ nhỉ. Làm gì đấy, 30.000 cân dưa. Đấy là dưa dưa không hạt. Dưa mà thôi. Chịu chua còn gì nữa. Không mà hết đời không lẽ. Rồi. Ăn được quả này thì ngang với anh Hoàng. Mấy cân nhỉ? 3 cân rưỡi. Rồi. Ngang quả với anh Hoàng ấy. Ôi, sao quả rẻ thế nhỉ? Đấy. Dưa quả à. Giờ nha, cấm biên nha, dưa hấu không xuất khẩu được thì chả rẻ. Chứ mình mua đi dưa hấu toàn 100.000. Đấy, anh dưa hấu quá hạt. Rồi, dưa hấu Việt Nam các bạn ạ. Chén đi. Đâu đây, ngồi cho đi. Chú chén đi. Chắc gì cũng... Không ấy, chảy không lẻ luôn. Không ăn hết đã không lẻ. Khó phết đi đồ. Mạnh đấy. Rồi, hẹn gì hết. Bài quả là mấy cân? Bài cân rưỡi. Chạy đi rồi. Vậy cái là biết rồi. Vậy cái là biết rồi. Vậy cái là đã biết rồi. Cái gì? Người tay đã biết rồi. Rồi. Sao? Em chịu thua. Chịu thua đi. Ok, cường chịu thua. Cường ra ngoài đi, còn bách về lại gì các bạn nha. Wow. Ok. Rồi các bạn ơi, còn hai người nữa các bạn nha. Bây giờ sẽ đoán giá của chai nước ngọt này các bạn nha. Sweet Pep. Đấy, chai này không phải là chai Coca các bạn ạ. Đấy, đoán đi. Đoán giá của nó. Đấy, bách bè rất kỹ các bạn ơi. Đấy, đây là xem là nước chưa gì. Chưa nổi chưa. Đấy, đoán. Rồi, rồi đây đi. 10.500 đồng. 8.000. Đấy các bạn ơi, chai nước Squip Tolly này có giá 7.400. Yeah. Đi sẽ phải uống. Bách rất đẳng cấp các bạn ạ. Hôm nay Bách uống rất ít. À, ăn vào quả nước đắng là cũng kinh rồi. Không 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 rồi. Là sao đây? Hay như thuốc đi. Thuốc gì? Cho Bách thử. Như thuốc vậy nhở? Khó uống cái no mình chưa no được. Cái này như thuốc. Như thuốc có lên shit các bạn ạ. Đấy, cố lên. Như thuốc. Như thuốc thật. Nó ăn đắng ở vỏ trái như các bạn ạ. Thế mình phải thua Bách đúng không anh em? Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Ui là khiếp quá. Cuối. Nước này nó có vị gì các bạn nhỉ? Em không thử đâu. Thành phần là nước bão hòa CO2. Đặng đường. Đặng mà. Như cỏ cỏ em gọi gọi chanh ấy. Ui. Nước này nó đắng các bạn ạ. À. Khiếp. Như thuốc các bạn ơi. Nhiều thuốc pha phải ngồi bé mình uống. Ui. Như phải cố rồi. Cố gắng các bạn ơi. Khiếp đắng lắm các bạn ạ. Nước này đắng. Nhớ ngao mới mướp đắng các bạn ạ. Rồi. Wow. Ok. Ôi các bạn ơi. Đấy gì vẫn chưa chịu thua các bạn ạ. Cái nước đấy là kinh dị các bạn nhá. Đấy cái nước đấy mình thấy sợ thật. Rồi. Tiếp theo. Bọn em có nhiệm vụ đoán cái túi thạch này bao nhiêu tiền. Đấy các bạn ơi. Đây chính là thạch ABC các bạn nhá. Sữa chua các bạn nhìn thấy không? Giá của nó các bạn nhìn này. Cho mình cứ bán. Rồi. $24,800 $36,000 Tại sữa chua này có giá là $43,300 Đi lại phải ăn các bạn ơi. Đấy. Đấy đang nắng mồm. Đấy các bạn ơi, bách rất đẳng cấp các bạn ạ. Giá bách đoán sát xít. Đấy. Nhưng mà phải chính xác thôi các bạn ạ. Wow, một đĩa đầy. Wow. Đấy bách thôi bách đi. Bách bỏ ra bách ạ. Đã không khéo tay đòi bóc. Đấy, mình ăn hộ luôn các bạn nhá. Rồi. Đấy, đây là bạch thạch sữa chua ABC các bạn ạ. Wow, mạnh thế. Một cân thạch các bạn ạ. Một cân này. Mạnh thế. Duy nhận thua chưa? Tiếp theo các bạn nha. Đó chính là cái gói bento các bạn ạ. Đấy. Rồi. Lỗ đi. Bao nhiêu giá bao nhiêu đây? Suy nghĩ đi. Tiếp các bạn nói trước. Tựa, nói thật tựa. Tính toán mình biết cái giá cả. Mình chứ không chẳng đi chợ rồi. Mình không biết là bao nhiêu. Rồi. Giơ lên. Nếu có thì thua cũng không sao cả anh ạ. Nguyên hiệu bách, lẩy bách. Rồi. Gì? 19.000. Bách 30.000 các bạn ạ. Bách thắng rồi các bạn ơi. Gói này có giá $32,900 các bạn nhá. Đó chính là select bento vị lướng các bạn ạ. Đó là cốc nhỉ. Rồi. Mình chịu thua rồi. Chịu thua đi. Yeah. Rồi, Bách là người chiến thắng các bạn nha. Tuyệt vời. Các bạn ơi, hôm nay Bách rất là giỏi các bạn ạ. Ăn mỗi một vòng mướp đắng thôi các bạn ạ. Đấy, thế là đấy. Thắng cả trận luôn các bạn nha. Lát chân đôi thuộc về Bách nha. Yeah. Rồi, những người còn lại sẽ phải ăn dầu ăn. Đâu rồi, dầu ăn rồi. Tia. Hôm nay mình lại phải ăn dầu ăn. Đấy, mình lại ăn dầu ăn. Nước mắm với lòng nguyên. Mình ăn nước mắm nha. Kinh dạy. Hai mình mới duy đổi thôi. Đấy, không ạ. Rồi. Uống kìa. Hôm nay dùng cái gì rồi? Wow! Một tí là lâu luôn anh ạ. Nuốt đúng một tí là lâu rồi. Nó. Đây là khổ lắm. Rồi ok. Đến mình nữa mà. Đại mạng chẳng hay nhá. Từ. Cứ ở đâu nhỉ? Cứ đây, đứng sau rồi. Thấy có chanh đâu? Mặt như cuộc đời thêm mặt mà chưa. Bây giờ ơi, nuốt độc một tí thôi. Trời ơi. Các bạn ơi. Nuốt độc một tí thôi là hổ cổ luôn. Rồi, mặt lắm mình không nuốt được đâu. Đắng anh ơi. Đây là Cường nha. Lợ lắm. Tôi nuốt một hả? Tôi ớt nuốt được. Khó đấy. Đừng ớt được. À rồi, mặt đi ấy. Nuốt độc tí đầu rán vào lỡ cổ luôn. Nó có nuốt không mình nuốt. À luôn. Nè, để đi ăn chanh nhé. Chanh này mình có thể ăn được. Có, em không có gửi, không có gửi hết được không? Đúng rồi. Rồi. Được.
Ôi giời ơi. Cuốn. Rồi đắng đắng lên. Mình hót lên cổ. Lần sau mình cố gắng để dầu dán mãi được. Đây là dầu dán sợ rồi. Rồi. À. Ok. À. Hết rồi nha. Hết chưa nhỉ? Rồi. Cảm ơn các bạn xem clip của mình nha. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha.